Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một siêu phẩm có thể coi là rất là hiếm ở trên thị trường. Thời điểm này thì những chiếc xe này cũng không có quá nhiều đâu. Đây là chiếc Toyota phiên bản Camry phiên bản 2.0Q, sản xuất năm 2022, màu trắng, nội thất kem, chạy lướt 9.000 km mỗi nhá. Trên bản 2.0Q này thì nó khác khá là nhiều so với bản 2.0G. Tuy nhiên thì nếu như so với bản 2.5Q thì nó cũng không khác quá nhiều. Nếu so với bản 2.0Q, từ bản 2.0Q này so với bản 2.5Q ấy, thì nó sẽ khác cái khối động cơ. Động cơ của chiếc xe này là động cơ 2.0, hộp số vô cấp mọi người nhé. Còn chiếc xe mà 2.5Q thì chúng ta sẽ có hộp số 8 cấp với động cơ 2.5 lít. Đó. Thời điểm này nếu như anh chị muốn mua Camry thì để mà lấy bản trắng, màu trắng nội thất kem ấy, thì sẽ phải ký chờ khá là lâu. Đặc biệt là những anh chị nào mở tỉnh thì thời điểm này gần như là không có thể mua xe được trước Tết để đi, nếu như mua dòng này. Tại vì chính bản thân em cách đây khoảng tầm một tuần, em đã phải săn lùng tất cả các đại lý của Toyota trên toàn quốc để tìm một chiếc Camry mới phiên bản Q để cho khách hàng của mình lấy. Và sau khi tìm hiểu thật là kỹ thì em cũng nắm được một vài cái thông tin về những chiếc Camry. Ví dụ như là điển hình là bây giờ Toyota sẽ bán theo cái chính sách phân vùng. Đó, sẽ phân vùng từng vùng miền để bán xe và ưu tiên cho các đại lý ở các tỉnh. Tức là tỉnh nào bán tỉnh đấy. Anh ở Phú Thọ thì anh chỉ bán ở Phú Thọ thôi, không thể bán đi Hà Nội được. Mà anh ở Hà Nội thì bắt buộc anh phải mua ở Hà Nội, cho anh không thể nào đi các tỉnh mua xe được. Nếu như cố tình mua thì bên đại lý sẽ có những cái hình phạt đối với nhân viên bán hàng, hoặc là sẽ có những cái chính sách để giữ lại tiền của khách. Đó, cũng có khá là nhiều cách em cũng tìm hiểu rồi. Đó, nên là các anh chị ở tỉnh thì sẽ phải mua tỉnh, tỉnh nào mua tỉnh đó. Mà thời điểm này thì đặc biệt là các tỉnh mà muốn mua chiếc này thì bây giờ rất là hiếm. Nói nôm na lại là bây giờ xe là phải ký chờ khá là lâu. Và anh chị nào mua vừa muốn có xe đi trước Tết mà thích cái đúng tiêu chuẩn là 2.0Q thì có thể gặp em ngay mới nhá. Bất kỳ tỉnh nào thì em cũng có thể bán được. Chiếc này là xe cũ rồi cho nên là có thể bán mọi nơi được, ở tỉnh nào em bán được. Chạy được 9.000 km mọi người nhá, rất là mới luôn. 2.0Q. Bản này thì nó sẽ khác khá là nhiều so với phiên bản kia. Bởi vì là nó còn có cả những cái option như là có cửa nóc. Có cửa nóc và có trên bản 2.0Q này thì chúng ta sẽ có cửa nóc này. Đầy đủ cái hệ thống an toàn của Toyota. Ngoài ra nữa thì vẫn có những cái option của 2.5Q. Tuy nhiên là nó sẽ không có hệ thống camera 360 mọi người nhá. Không có hệ thống camera 360, không có hộp số 8 cấp mà nó là hộp số vô cấp mọi người nhá. Đây thì có lốp sơ cua nguyên bản chưa hạ, chưa chạm đất, và có thêm kèm cả hệ thống phủ gầm chống ồn đó. Cốp điện. Đầy đủ option, không thiếu gì cả. Vành của bản này cũng khác so với bản G. Đó, vành đa chấu, màu sơn màu chì, la răng phay chì rất là đẹp. Còn đây nội thất đây, nội thất màu kem, xe chạy 9.000 km nên là rất là mới, không có gì phải lăn tăn cả. Đây là một trong số những cái ưu điểm của chiếc xe Camry ở thời điểm này, bởi vì nó được sử dụng cảm ứng và có thể ngả ghế ở hàng ghế thứ hai, rất là tiện lợi. Đó, đây là trung tâm màn hình của chiếc xe. Bây giờ em sẽ sang ghế lái để cho mọi người có thể quan sát nhé. Cái này ở đây thì chúng ta sẽ có thảm trải sàn 5D được kết hợp luôn vào sàn của xe. Đó. Ở phía sau thì sẽ có rèm chắn nắng nha mọi người nhá. Trên bản này thì nó chỉ có không có camera 360 như những chiếc Camry Q thôi, 2.5Q thôi. Còn bản Q này nó cũng khá là đủ rồi.
Và bật mí cho mọi người biết nhá, đây là một trong số những cái phiên bản mà được bán chạy nhất trên toàn quốc của chúng ta cho cái bản 2.0Q này. Bởi vì sử dụng động cơ 2.0, tiết kiệm nhiên liệu và có thể có đầy đủ option đồ chơi thì vẫn luôn được bán chạy. Và quan trọng hơn cả là nó cũng tiết kiệm được khá là nhiều tiền so với các anh chị mua bản 2.5. Và nhiều anh chị sẽ không có nhu cầu sử dụng đến động cơ 2.5. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nha mọi người nhá, rất là bất ngờ khi mà nó chỉ khoảng 6,5 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Nhưng cá nhân em nhá, để mà đánh giá thì cứ khoảng 7 lít mọi người nhá, trên đường hỗn hợp. Còn cái này thì cao tốc thì tiết kiệm hơn này. Đó, rồi đô thị sẽ tốn hơn một chút. Tuy nhiên là cứ quan điểm của em nhá, cứ khoảng 7 lít, tầm loanh quanh 7 lít, 7 lít rưỡi, 8 lít là ngon rồi. Còn nếu như mà 6 lít thì nó là vô cùng tiết kiệm rồi. Đó. Nói chung là loanh quanh 7 lít là ổn. Không phải là tốn xăng hay là gì cả. Nói chung 7 lít là chấp nhận được. Ở đây thì vẫn có đầy đủ hai vị trí nhớ ghế, gương gập điện và có cốp điện ở đây mọi người nhá. Hệ thống đèn auto. Đây là một trong số những cái option em rất là thích này, nó có cảm biến áp suất lốp thông báo cho chúng ta về áp suất của lốp xe khi mà chúng ta đang chạy trên đường thì nó rất là tiện lợi để chúng ta có thể biết được hơi của xe nó như nào. Đó, cái hơi xe nó rất là quan trọng luôn, thật sự rất là quan trọng khi mà chúng ta vận hành một chiếc xe. Ở đây thì mọi người nhìn rất là rõ này, nó sẽ báo cho 4 quả lốp đang đi và thậm chí nó đang báo một quả sơ cua của em đang có vấn đề về hơi. Quả sơ cua nó cũng có thông báo luôn nhé mọi người nhé, vì nó có gần như là có cảm biến hết cho cả 5 quả lốp. Đấy, cái này thì nó chưa tính toán xong bởi vì xe chưa vận hành nên nó chưa, xe chưa di chuyển nên nó chưa tính được áp suất ở trong lốp. Thì khi mà chúng ta di chuyển nó sẽ tính cho. Đó, hiện tại nó đang thông báo một cái quả lốp sơ cua có thể là non hơi quá hoặc là quá đấy, bị căng hơi quá. Đó. Ở đây thì vẫn có hệ thống giữ cảnh báo lệch làn này. Assist Sense. Đó. Và có giữ khoảng cách với xe phía trước, ga tự động cruise control và các phím tinh chỉnh chức năng thôi. Ba chế độ lái Auto, Eco, Normal, Sport và có phanh tay kèm theo chế độ Auto Hold. Đó. Rất là tiện lợi. Chìa khóa thông minh và ở đây thì chúng ta sẽ có sạc không dây chuẩn QI của nhà Toyota. Một cái điều rất là thích nữa trên màn hình này là nó lớn và nó có kèm theo phông tiếng Việt. Cái này do hiệu ứng camera nhé, mọi người nhìn vào có thể nó hơi nhấp nháy một chút nhưng mà ở ngoài này thì nó zin nguyên bản và nó có phông tiếng Việt, rất là dễ dàng quan sát. Khi mà chúng ta cần một cái thông báo gì đó, nó sẽ thông báo lên màn hình và chúng ta sẽ nắm được thông tin, rất là tiện lợi. Cửa sổ trời là một option không thể thiếu trên những chiếc xe đời bây giờ rồi. Ngoài ra nữa thì có hiển thị tốc độ trên kính lái đây mọi người nhìn này. Đó. Hiển thị thông số, hộp số đang chạy và số km rồi những cái option xung quanh. Đó, rất là tiện, nói chung là ổn. Và bây giờ thì đèn auto và gạt mưa auto, rồi cả số vô lăng hay là đèn nổ start stop đều được trang bị rất là đầy đủ trên những chiếc xe này. Đó. Một option nữa là dàn âm thanh JBL. Đó, rất là hay. Rồi nó option thì bây giờ nó cũng là miên man. Đây còn có cả đèn viền này, rất là đầy đủ. Thật sự là bây giờ những chiếc Camry nó không đơn thuần như trước đây nữa, nó có quá là nhiều option và đầy đủ đồ chơi, full công nghệ, full đồ chơi. Đó. Bây giờ em sẽ báo giá luôn để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Hiện tại thì em đang bán chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0Q sản xuất năm 2022, màu trắng, nội thất màu kem, chạy được 9.000 km đấy. 9.000 km rất là mới như thế này thì bên em bán với giá là 1.190.000.000 mới nhá. 1.190.000.000 ạ. Các anh chị nếu có nhu cầu mua chiếc xe này thì có thể qua trực tiếp cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hoặc các anh chị có thể inbox trực tiếp cho em qua Zalo hay là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Em sẽ thông báo và gửi giá cụ thể để cho anh chị có thể tham khảo, cũng như là có nhu cầu mua thì có thể ủng hộ bên em. Cuối cùng thì xin kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Thêm một chi tiết nữa, nếu như anh chị muốn đổi các chiếc xe của mình đang đi hoặc là muốn bán chiếc xe của mình thì có thể liên hệ với em. Bên em nhận thu mua và đổi các lại xe mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.